máy rửa giùm mà còn bị nói nữa. Ủa không gì của mày, mày ở ké mà mày bị đặt hả mày? Đừng có cãi nữa con. Mày hay không? Hay ba vô đây rửa nè. Rồi đổ rửa cho mày phân quá, giống vậy hả? Hết vậy đó được không? Đổ rửa cho. Hết vậy được không? Nó cãi nó được không vậy? Chú mà chống tao mét thì tú giờ. Ba vô mét rồi. Chó tội, chó vũ phu. Chuyện biết kìa. Kiếm chuyện biết gì, nó chuyện nói gì thôi chứ. Nó có làm gì anh đâu. Ủa, em gì nó mà quát anh á. Chứ anh mất gì anh tàn cho nó. Sao không? Em thấy nó nắm đầu anh đâu. Mày làm gì mày không nói gì nó đi. Mày đàn ông mày đánh nghe. Hèn phải vừa thôi nha. Chị nó thôi. Đi vô đi được không? Bây giờ em vậy hả? Em vậy là mày sao? Thấy tại mày chưa? Mày mất gì đâu hồi nữa nè. Trước giờ Kim Ngân có bao giờ cãi tao không? Đầu đẹp lên thắng trai thì mình nhường một xíu được không? Thích nhường không? Ơi đồ đẹp trong nhà không chi tiền nghe mày đặt không? Đừng để bây giờ tao nói với bà tiền nó mà tiền đổi mày nha. Hoài nha, tao bực rồi nha. Mày tụi mày muốn kiếm chuyện hay gì? Nó kìa. Suốt ngày kiếm chuyện nhà đâu hoài vậy? Chị đuổi đi đi, có chuyện gì đâu. Đuổi ai? Đuổi hết tất cả tụi bay luôn á. Em đừng có trả lời. Tao là tụi bay gây chuyện không à. Rồi cái gì cũng để tao lãnh hết trơn hả? Đồ đạc của tao mà đặt vậy hả? Khói nước tạt nước vậy hả? Biết chơi giấy nhà cửa không? Khi quay clip á thì nó em mệt quá, em mệt quá, em không quay nổi. Không quay nổi mà đi ra ngoài bãi cát đó, đó kiếm chuyện đánh người ta. Hết người này đánh người nọ, người này đánh người kia. Tối ngày vậy? Em vô đi. Rồi mày bệnh mày đi lên nhà chưa? Mày đứng mày cãi cho nó hoài. Hai đứa bay cãi nhau hoài vậy? Mày thấy tại mày chưa? Tại ai? Tại nó hay tao mới gây lộn vậy đó. Tại mày xuất hiện trong ngôi nhà này chứ tại ai? Ủa mắc gì tại tao xuất hiện trong ngôi nhà này? Anh em được chưa? Nhường nhau một tiếng không được hả? Có rửa chén rồi hà. Nó nói có mấy câu mà mắc gì anh tạt nước cho mặt nó. Tao bực lắm rồi nghe. Con người từng hứa chờ đợi để sẻ chia buồn vui trong lòng. Con người bởi vì chẳng ai biết tình người, ai đâu biết một ngày sẽ ngắn. Chỉ còn lại ánh mắt nụ cười, ánh mắt một thời che. Dạ anh nhận đầu anh vậy anh chịu nổi không? Mình ngồi cạnh nó là con gái mà bị con trai mà mày làm. Em đừng có nói câu đó nghe. Thử bây giờ em làm vậy anh chịu nổi không? Mà tại ai anh với em mới cãi lộn hả? Nhưng mà anh không nhường được hả? Anh là đàn bà hay là con trai vậy? Vũ phu thì có quen không được, chia tay mẹ đi. Mày đừng có lên tiếng ở đây. Tôi thích lên tiếng đó, mày làm gì tao? Cái thương em nó nói vậy chứ bộ. Thôi mày ở đây nè. Thử làm gì tao, thử làm coi. Mày đừng có nói nhiều ở đây nha, đi vô nha. Ê, mày tính đánh nữa gì? Nè, tụi bay lãnh làm gì? Mày bản lĩnh không? Có bản lĩnh không? Cắm.
dám cầm chưa hả? Kể cả tụi bay luôn á. Kiếm chuyện không? Cầm vô. Cầm. Chuyện của mấy đứa sao cứ đem vô nhà chị hoài vậy? Đồ đạc của chị mua, tiền của chị. Em không thích nó nhiều lắm. Đi lên nhà phòng. Nhà của chị, chị không cho em lên cảnh nữa. Nè, em muốn không? Tụi bay cứ thích kiếm chuyện em nhà tao hoài vậy. Còn mày nữa, muốn gì, nói hẳn với nó đi. Sao mà cứ đi ra đi vô kiếm chuyện hoài vậy? Hôm qua mày có lấy vàng của tao không? Hôm qua em có đặt camera chỗ phòng. Từ lúc mới vô là lúc nào cái điện thoại của em cũng bật máy quay. Mày đừng có nói dốc nữa. Cái gì cũng camera, mà tao có thấy con mẹ gì đâu. Thấy thì đưa ra đây mà nói chuyện. Còn em nữa, em suốt ngày em đi thêm nói người ta ăn cắp thế này, ăn cắp thế nọ, người ta quạo, người ta đánh em là đúng rồi. Cuối cùng thì chị cũng đeo trên tay nè, có chuyện gì đâu. Cứ lôi ra nói cái này cái kia hoài vậy. Hên là nhà tao nhà tường á, nhà tao mà nhà lá chắc nó sập từ lâu luôn rồi đó. Còn mày nữa, mày đi lên mày thay đồ chưa, mày biết mày đang bệnh không? Biến liền. Mày á mày. Hai đứa rồi mày gì luôn. Nói mà em dám cãi với anh á. Mất gì em với gì nói mà cãi với anh. Em thấy anh sao chứ bộ. Tao nói là hai bay đi lên chưa. Tao bực lắm mày nghe. Bây giờ em nhận anh xuống đó với anh chịu không? Nó tại thương em nó mới vậy thôi. Anh tồi với vậy. Anh con trai mà anh chấp nhất với nó là sao? Nó nhỏ nhất nhà. Anh tồi mà anh dám ở đây với em. Còn mày nữa mày biết. Không thôi là không ra anh về rồi. Mày đi vô chưa đi. Em đuổi anh đó. Em đuổi đó anh đi về đi. Bây giờ em làm anh vậy anh chịu nổi không? Em hỏi anh vậy thôi. Anh tồi anh vừa phải, anh phải đặt vị trí của anh vô người khác chứ. Vừa lòng anh chưa, anh nhìn em vậy. Anh biết đặt mình vô vị trí của con vàng không? Anh đánh nó rồi nó biết đau không? Mày đi vô chưa? Nó là con người chứ không phải là con vật đâu mà anh đánh nó hoài vậy. Đừng vì cô đơn quá năm tạo một bàn tay khác. Yêu lòng mèo lòng chỉ khiến đau cần nhiều hơn để chỉ vì ham muốn làm đầy cho vơi. Mà vô tâm làm đau hai người mới. Em cảm giác như ta chưa? Dạ hồi nãy không. Yêu dần lại cần sẽ lìa xa. Dù một ngày sẽ tới không hẹn quá lâu. Một người sẽ đến khiến trái tim này ấm. Anh thử đánh nó cái nữa coi. Em hay lắm. Suốt 2 tháng trời quen em. Con anh không có nói biến vô. Vừa lòng tao lắm. Hiểu cảm giác bị nhặn nước chưa? Cảm giác bị lôi xuống nhặn nước chưa? Tụi bay cái gì cũng hay, tụi bay cái gì cũng giỏi. Bây giờ làm gì làm, tao không nói nữa. Biến vô, đi về đi. Tối nay được đi gặp em. Tối nay được đi gặp em nhưng mà em... Đi vô đi vàng, anh đi về được chưa? Giờ mày biến khỏi nhà đi đây. Anh ngồi đây tới bao giờ vậy? Ngồi đây nào chết. Rồi bây giờ tụi bay định cãi hoài luôn. Em kêu chị vô. Chị nghe anh cho anh vô nhà nữa. Chị ơi, định tắt. Vàng đi vô. Trời trời con nhỏ này mày khùng hay sao chị Vàng? Chị nói em không nghe hả? Đi vô. Trời ơi trời, vậy mà tự nhiên nhận nước bạn cấp hồng vậy. Tự nhiên quá à. Đi về đi. Em sao vậy? Đi về đi. Vậy đó mà em vậy hả? Có tồi tới cỡ nào á, anh cũng gán chịu đựng mà ở đây với em đó. Anh biết con người anh khốn nạn lắm không? Vì ai, em một mình là của nhau. Anh biết cảm giác đánh hay sao không? Một người đàn ông mạnh mẽ đến cỡ nào cũng bị té thôi. Mẹ nhất đông mì xuống chân một cô gái yếu đuối như Kim Ngân. Nhìn
nhìn em đâu, lòng anh đau. Buông ra. Mày làm tao mò tao trả. Đi về được chưa? Thôi mà ngăn. Anh xin lỗi em mà nha. Đi về được chưa? Wow, anh yêu ơi. Sao nhỏ anh đẹp trai quá vợ. Trời trời. Đẹp trai quá anh yêu ơi. Mày nhìn này nè. Đâu dạ đẹp trai cái nào? À, anh yêu đúng rồi. Sao rồi đó đẹp trai, trai mà áo xanh rồi như nít đồ. Đẹp gái quá vậy. Dạ. Đâu không đẹp gái chứ phải đẹp trai nha. Ừ, đẹp gái nha má. Đẹp gái nha. Thanh niên tóc hồng, công chúa tóc hồng nha. Cái mắt này chứ không có đẹp trai được nha. Đu được nè. 1, 2, 3 biết hình nè. 1, 2, 3. Tóc đen trở thành tóc 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 vàng má ơi. Sao mà con người xấu xí tồi tệ quá vậy hả em? Ủa không biết dùng gì hả? Quỳ đây hoài vậy. Rút. Đi vô trong. Đi vô trong. Còn mày, ê, em đi vô trong giặt đồ. Đi vô đi, em đi vô. Mày lên thay đồ chưa? Em đi về đi Vinh. Đi về đi.